Cá nhỏ review xin chào các bạn. Bức tranh quái dị mà các bạn đang thấy chính là sản phẩm mà hôm nay ông anh của chúng ta phải dùng đất sét để nặn, bởi quá túng thiếu sau hôm chơi game mà anh trai giờ đây đã không còn một xu để ăn mì gói. Đầu tiên, anh lôi một cục đất sét tròn vo như quả trứng gà ra để quạ thành cái mặt của Khứa Trung từ bồn cầu ra ngoài. Anh bắt đầu tạo dựng cái mũi cho nó đầu tiên, rồi tiếp tục dùng một cây bút chuyên dụng để khoét hai cái lỗ sâu hóm trên khuôn mặt nó và nhét hai cái tròng mắt vào bên trong. Từng cái mũi, con mắt đến từng cái răng đều được ông anh gắn hết sức tỉ mỉ, không có nổi một động tác thừa. Tiếp đến, anh sử dụng đất sét để tạo các nếp nhăn trên mặt Khứa quái dị, rồi dùng một phần đất sét khác để lắp ráp hai cái lỗ tai nhằm giúp nó nghe rõ tiếng xả nước của bồn cầu bà con ạ. Cuối cùng, trên khuôn mặt thì anh dùng đất sét để tạo ra đầu tóc độc lạ bình dương, có 102 cho thằng Khứa ở trong bồn cầu này. Không những thế, tới khúc này là tôi nhìn ra được cái mặt quái dị của ổng. Khi đã quạ xong cái mặt thì anh trai chuyển qua phần quan trọng tiếp theo, chính là cái bồn cầu. Bất ngờ thay, lúc này có cả cục đất sét hình thù không khác gì cái bồn cầu. Cũng nhờ thế mà phần điêu khắc của anh trai lại trở nên rất dễ dàng. Anh chỉ cần dùng cây chuyên dụng để đục rồi lại khoét vài đường là đã có ngay một cái bồn cầu tuyệt vời con bà tám. Anh tiếp gắn hai cái nắp bồn cầu và cái bồn chứa nước ở phía sau vào, sau cho nó trở nên chân thật y như Skibidi Toilet. Kế đến, anh quạ thêm vài cái gân cổ cho con yêu quái kia, rồi nhét cái đầu nó vô bồn cầu là được. Nhưng tới khúc này vẫn thấy nó thiếu thiếu, vì chưa có màu sắc nên nó đã trở nên rất nhạt, không có một chút ấn tượng gì trong cuộc sống. Bá đạo hơn là tưởng đâu cái mặt đang thiếu máu không. Thế nên anh phải mang cái đống màu của mình ra để quạ vào khuôn mặt của Skibidi Toilet cho nó có chút máu. Rồi anh lại dùng hộp màu để tô thêm cái lòng trắng của con yêu quái lên. Không những thế, anh còn quyết định trang điểm cho Khứa này. Bạn có thể nhìn thấy cách anh đang dùng một màu tím để tô lên trên bầu mắt của ông yêu quái Skibidi Toilet. Cơ mà ổng càng tô thì tôi càng thấy giống mấy bà hay bị chồng đấm sưng mắt không đó. Bên cạnh đó, anh còn tô lên cái gân cổ của Khứa yêu quái một màu đỏ trông kinh dị vô cùng. Khi đã xong phần mặt, anh chuyển qua tô vài màu nâu sẫm lên trên bồn cầu cho nó giống hàng diêu. Mới nhìn vô là tưởng ai đi ẻ ra cái mặt của Khứa yêu quái này không trời. Sau đó anh dùng những thanh sắt để hàn một cái khẩu trang trước mặt của thanh niên Skibidi Toilet. Tự nhiên cái tưởng đâu là dịch bệnh đang bùng lại không đó trời. Sau cùng anh dùng những miếng bìa cứng màu trắng tạo thành một cái hộp và cho vào bên trong bồn cầu, cũng như là thanh niên thích ở những chỗ quái dị kia. Giờ đây anh chỉ cần nối những mảnh xốp lại với nhau, rồi dùng một màu sơn xám xịt lên nhằm tạo ra cái cần cầu như này. Bên cạnh đó là một cái đèn chiếu thẳng vào mặt. Cuối cùng thì tác phẩm đầy sự quái dị mang tên Skibidi Toilet cũng đã được hoàn thành. Ông anh này chắc hẳn là fan cuồng Skibidi Toilet rồi đây. Anh em nào có chung niềm đam mê với anh trai chế tạo này thì đừng quên comment bên dưới để ông anh biết nhé. Hội bạn báo đời mà các bạn đang thấy quá rảnh rỗi, thế là sinh nông nổi. Cả đám đã biến một căn phòng bình thường thành một căn phòng chứa đầy keo dính, đi tới đâu là dính tới đó. Nhưng vấn đề ở đây là đã bày ra thì phải có chuột bạch, vậy là thử thách sống 24 giờ trong nhà keo được đưa ra. Các báo thủ quay banh để xem đứa nào sẽ phải ở trong ngôi nhà kỳ dị độc lạ đầy keo dính đấy. Quay lên quay xuống thì cuối cùng trời cũng đã độ anh năm hói của chúng ta. Không biết sống sao mà cứ tới cái trò hên xui là toàn dính chúng ổng thôi đó. Rồi cuối cùng anh năm nhà ta cũng đã trở thành con chuột bạch đầu tiên. Chỉ mới vừa bước vào cánh cửa ngục tù ấy thì thấy mọi thứ nó dính lại với nhau liền. Phòng này mà ở với cờ rút thì còn gì bằng, đúng không anh em? Dù là trên người năm hói cũng đã trang bị các vật chống dính như bao tay hay quần áo, thế nhưng dính thì vẫn cứ dính. Dính đến mức mà ổng chỉ mới đứng cột dây giày thôi mà cũng đã muốn tuột cả đôi giày ra ngoài. Không những thế, đến giờ ăn thanh niên năm mở cánh cửa tủ lạnh ra thì mọi thứ y như xịt keo đúng nghĩa luôn đó mọi người ạ. Từ cái cửa tủ đến những thức ăn trong tủ mà mấy ông nội này cũng chẳng tha. Tưởng đâu bao nhiêu đó là mệt mệt, nhưng đến cái lon nước ngọt còn bá đạo hơn, vì Khứa này không tài nào có thể mở nó ra được. Giờ đến đâu là dính đến đó, đến nổi rách cả cái bao tay là anh em hiểu luôn mà. Anh năm quyết định tìm kiếm một chai dầu bôi trơn, và cũng nhờ cái quyết định thông minh ấy mà anh năm cũng đã cho được trái chuối vào mỏ rồi. Kiểu này chắc ổng nhịn ẻ luôn quá anh em, chứ ẻ kiểu nào thì cặp đào nó cũng sẽ dính sát vào bồn cầu hết. Mọi thứ dường như trở nên rất khó khăn, từ việc ăn uống tới đi lại. Nhưng riêng thanh niên này thì tôi thấy ổng rất hào hứng. Các bạn nhìn xem, ổng còn chơi cả trò giữ thăng bằng trên đồ vật. Tưởng đâu chỉ dừng lại ở việc trượt thăng bằng, nhưng không. Anh đây chuyển qua thử thách độ dính của các vật dụng. Khi ổng vừa đứng dậy sau khi nằm tại cái ghế sofa thì ổng muốn lôi cả nó theo luôn kìa trời. Cũng nhờ ổng test keo đồ đó mà giờ keo nó bắt đầu hết hiệu lực, rồi chảy khắp nơi từ trên trần nhà xuống. Trải qua cuộc sống với keo đầy bất ổn như thế, nhưng ăn thì vẫn cứ là ăn được. Anh trai rất chăm chỉ để nấu ăn, dù đôi bàn tay dính đầy keo vậy đó. Cũng mừng cho anh vì còn được ăn, chứ không thì lại trở thành xác chết đầy keo, độc lạ nhất thế kỷ luôn rồi. Coi bộ là sống trong này thấy ổng cũng sướng phết. Hết ăn rồi chuyển qua chơi game trông vô cùng chill luôn. Mấy Khứa bạn tưởng anh vô đây cuộc đời sẽ bế tắc, nhưng tôi là tôi thấy nó nở hoa ra hơn nhiều. Vừa được chơi game thỏa thích, còn vừa được dâng bánh trái tận họng, thì chắc ổng nguyện ở trong này cả đời. Nhưng cuộc đời này làm gì có ai cho không ai, bởi vậy mà giờ đây anh năm phải làm trò để mua vui cho mấy thằng bạn. Keo cũng có sức chịu đựng của keo, cũng phải có sự giới thiệu chứ ai đâu mà lôi nhỏ ra mua vui hoài. Và rồi mọi cuộc vui cũng sẽ có lúc tàn, còn anh năm hói nhà chúng ta thì tàn phai.
keo này nó dính còn hơn con ghệ của anh nó đu theo anh nữa mà, dính tới mức anh năm hóa khùng, mà chuyển qua quăng đồ tứ lung tung, thấy vậy mọi người liền thả ổng ra, chứ không thì ổng mà dại là ổng cắn chết mất, mâu này là chắc ổng giả khùng, để được thả ra đây mà, thử thách điên rồ như này, thì đúng là độc nhất thế giới, thôi thì cũng chúc mừng anh, vì đã thoát khỏi cái thử thách ngáo đá, ở trong căn phòng keo 24 giờ này, chứ ở nữa là ổng sẽ chuyển vào bệnh viện tâm thần mất thôi. Video review giải trí cuộc sống của cá nhỏ hôm nay đến đây là hết. Cá nhỏ review cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video sau ạ.